Hello anh em, trong video này mình sẽ review sản phẩm của nhà Xiaomi, hệ sinh thái Xiaomi rất là đa dạng. Thì đây là công ty Viomi của Xiaomi, anh em biết đây là công ty con của Xiaomi. Thì chúng ta sẽ xem sản phẩm này nó như thế nào. Nó là một cái bình đựng nước nhưng mà nó kiểu đun sôi luôn rất là nhanh nhé. Thì để xem tốc độ đun sôi với cả nhiệt độ nhiệt đủ của nó như nào nhé. Đây toàn tính tàu và nó có cả kết nối app thông minh nữa của Xiaomi luôn, Mi Home. Đây, máy nước nóng siêu tốc để bàn này, 4 lít nhá, kết nối app thông minh, không đồng mình thanh toán rồi. Đó, đây hình sản phẩm này anh em, hình sản phẩm này. Ở trên này thì anh em có thể thấy này, rất là rõ nước gì đó này, TDS, độ C áp 4 lít, toàn tiếng tàu thôi. Đấy, 220V, không biết kết nối xong có tiếng Anh không hay tiếng tàu. Đấy, đây là sản phẩm như kiểu nội địa ấy. Đó, đây những cái thông tin khác do các em mở. À, đây có cả quét app này anh em này. Đây. Sản phẩm này đang có giá là hơn 2 triệu nhá. Đây chúng ta sẽ có sách giới thiệu, sách hướng dẫn sử dụng, giới thiệu. Đó. Toàn tiếng Anh, toàn tiếng tàu thôi. Chả hiểu gì cả, cái này thì phải dùng app để dịch. App Google dịch. Ok, một cái bình. Có bọc xốp, có bọc ni lông. À, cầm cũng khá là nhẹ. Đó, đây là cái bình đựng nước 4 lít này. Đế này. Đây anh em. Thì sản phẩm này đang được bán giá 2 triệu. 2 triệu tròn trĩnh. Dây nguồn đây. Đấy, dây nguồn của Xiaomi anh em đều biết rồi. Thiết kế đặc trưng kiểu dạng như này. Và ba chấu này anh em. Đó. Lại phải sắm cái chuyển đầu sang hai chấu. Cái này anh em mua cửa hàng điện là khoảng 50.000 một cục chuyển đổi. Từ 3 chấu sang 2 chấu nhá. Đặc trưng của tàu. Đấy, ở đây thì trên này chúng ta sẽ có Viomi này. Đó, Viomi ở đây có, đây là phím cảm ứng nha anh em. Và sẽ có cái màn hình ở đây. Thì nữa mình sẽ show cho anh em xem. Đó, 50 độ, 100 độ gì đấy. Có 50 độ đun sữa cho bé, 100 độ gì đấy. Ở đây thì có cái băng dính dán gì đó. Kiểu dán không cho bong ra nhưng mà nó đã bong rồi. Ok. Đang tính tàu ở đây cũng cái cảnh báo này. Ở dưới này thì những cái thông số 220 2050W 4 lít đó. Cái đế này, cái chân đế đây. Ok, ở đây chúng ta sẽ có cái nắp gì đấy. Cái nắp chân đế ở đây có những cái rãnh để đây. Đó, để nước chảy xuống. Để nước chảy xuống thì chúng ta có thể vệ sinh. Đây là cái bình dung tích 4 lít. Đây. Anh em có thể thấy này, từ min này, 1, 2, 3, 4, max. Đó. Chúng ta sẽ đổ. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ xem tốc độ làm nóng nào. Cái này là bằng nhựa thôi. Anh em sẽ đổ nước lã vào. Đổ nước lã vào mà nó sôi 100 độ mà anh em. Không cần phải nước lọc, không cần phải đổ nước lọc. Đó, theo quảng cáo thì tốc độ sôi rất là nhanh. Đây cái ống. Rồi, thế thôi. Đơn giản là vậy. Đó. Chúng ta sẽ... cái chỗ khu vực để cốc nước này cũng rất là rộng nhá. Đấy, khoảng 20 phân cơ mà. Anh em để cốc to thoải mái. Đấy, chúng ta sẽ để cái bình nước ở đây. Đó, cắm điện và test. Ok, mình đã cắm điện đây anh em. Và có kết nối với cả cái app này. Đó, anh em có thể thấy chúng ta sẽ điều chỉnh nhiệt độ monitor 100 độ C đây. Đấy, điều chỉnh trực tiếp trên app. Nó sẽ đồng bộ với cả cái máy luôn. Đó. Anh em nghe tiếng biết không? Tiếng biết thì khá là nhỏ. Đây. Đặt tên là cây nước nóng này, đang 77 độ này. Đó, đang chỉnh. Ở đây có TDS, đây là 96 ppm. Cái này nó như kiểu sạch, đo sạch của nước ấy. Đấy, tuổi thọ à. Water fresh and remember say. Cái gì đây, không tiếng gì đó. Cái này là TDS mà bao nhiêu đấy thì chúng ta phải vệ sinh như sao ấy. Đấy, cái nối app thì nó chỉ đơn giản vậy thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Weather to turn on này. App chỉ có mấy cái này thôi. Ok, thì ở đây nhá, anh em để ý sẽ có cái đèn đây, nó sẽ có, anh em để ý này, nó sẽ có cái, đấy, cái khóa này, khóa này khóa cho em. Chúng ta phải giữ chặt cái khóa cho em trong 3 giây. Đó, thì bắt đầu nó mới kích hoạt, đấy chúng ta sẽ chỉnh. Ở đây này, cái đèn mình, đèn này mình chiếu hơi sáng nên anh em nhìn không rõ, mình che nha. 100 độ này, đây, đều cảm ứng hết nhá, đây 80 độ và anh em có thể tăng giảm. Đó, đây là 30 này, đó 30 độ. Đó, tăng giảm.
7676775. Đây wifi mình vừa kết nối đây, biểu tượng wifi. Lúc đầu chúng ta kết nối nha, sẽ giữ chặt này để kết nối. Và chúng ta ấn hình giọt nước thì bắt đầu nước sẽ chảy xuống. Ở đây thì chúng ta sẽ mở lên để đổ nước vào này. Đó, đổ nước lã vào. Cái này mình đang đổ khoảng 3 lít. Gần 3 lít. Đó. Rồi, và bây giờ bắt đầu mình sẽ test 100 độ C nhá. Thì mình vừa test 100 độ C rất là nóng, bốc khói luôn. Thì đây. Đây mình để cái cốc này để cho anh em xem nó cao như nào. 20 phân cơ mà. Vừa cái vò này này, ở cái vò này này có cái nắp. Mình không để ý cái nắp nữa. Vừa để nó mình bật nước thì nó bùng phát ra hết cả mình luôn. Mình sẽ lấy cái bát này để cho anh em xem nó chảy. Xem hơi nó bốc lên nhá. Và bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ giữ cái khóa này 3 giây để nó bắt đầu mở lên. Đấy, xong ra chúng ta dùng một lúc xong khoảng mấy giây thì nó lại tự động nó khóa cho em. Đó. Đây này, 100 độ này. Đó. Anh em thấy nữa. Đấy, khói bắt đầu bốc lên rồi đấy. Thôi bốc lên. Đó, đúng 100 độ luôn. 100 độ ấy, tại vì vừa mình cầm nóng lắm. Đấy, và khi tắt nhá. Đấy, tắt thì nó sẽ chảy một lúc nữa. Đấy, như anh em bảo là tắt mà nó dừng luôn. Đấy, thắc mắc tại sao tắt nó không dừng luôn. Thì tắt nó phải chảy một lúc nữa. Đấy, và khoảng mấy giây, 3 đến 5 giây thì cái khóa tre này nó sẽ kích hoạt. Để chúng ta không bấm được gì nữa. Không bấm được gì lên đây nữa, chúng ta phải giữ mấy giây. Giữ 2-3 giây để bắt đầu kích hoạt. Đó, kích hoạt lại. Ok, như vậy là sản phẩm hoạt động bình thường nhá, ngon lành cành đào luôn. Cái này chúng ta luôn luôn có nước nóng để uống. Đấy, anh em có thể chỉnh nhiệt độ để pha chè này, 75 độ này, hay là giảm này. Đó, hay là dùng để pha sữa này, 30 độ pha sữa cho các bé này, 50 độ này, 7 mấy độ này, chúng ta tùy chỉnh. Đó, 100 độ chúng ta để pha cà phê, pha chè, líp tông gì đấy để uống. Người rất thích ở cơ quan đấy, để có nước nóng dùng ngay. Rồi, thì link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video nhé. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm bình đựng nước siêu tốc, đun nước siêu tốc, đun nước nóng. Có những cái nhiệt độ tùy chỉnh, có dùng trên app. Nhưng mà cái bình nhựa này nó hơi lỏng lẻo này anh em. Đấy, cảm thấy video này và thú vị đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn xong video. Bye bye. Của nhà Xiaomi thì ngon bổ và giá này thì cũng không rẻ lắm anh em ạ. Không còn ngon bổ rẻ như xưa nữa rồi. Dùng thì vẫn tốt như xưa.